Rồi mình chuyển qua bài tiếp theo, mình học cái bài gọi là bài module custom HTML. Chính là module do mình tự soạn ra. Cho mình tự soạn ra với dạng là HTML. À, trước khi học mình phải đăng nhập vào quản trị ha. Rồi muốn vô quản lý module thì vô đâu? Extension. Module Manager. À, mình muốn tạo module mới thì mình làm sao nhiều à, những module của mình học là module menu nè, random email nè, last new nè, login nè, đó, module search nè, module home online nè, à, còn những module khác thì vậy mình tự mình đưa ra rồi mình sẽ biết được cái chức năng nó như thế nào đó. Rồi bây giờ mình tiếp theo module custom HTML là module này đó, module này mình có thể tùy biến nhiều dạng rất là hay. Tùy biến như đây đây, ví dụ module này, ví dụ là tôi muốn show à đây, ví dụ đây tôi muốn show đây một cái mô dạng rồi một cái test đi, một cái chữ thôi, không cần show nhiều thì tôi sử dụng module custom HTML tôi show được. Ví dụ đây tôi muốn show đây là show dạng mà tôi show đại một cái chữ ha, khuyến mãi nè, giảm giá cả các mặt hàng, hàng từ từ 50 đến 80% này, chẳng hạn ví dụ thì mình có một câu thôi, muốn đăng là muốn ghi một câu ngắn gọn thôi đó, thì mình đây mình có thể chỉnh sửa là nó là cho đậm lên, rồi xong rồi mình muốn chỉnh cho nó có một cái màu khác thì mình chọn cho nó một cái màu khác vào đây đi đó, rồi mình đưa chữ ra ngoài, mình đưa vô vào đây để giữ khuyến mãi đó, rồi xong mình số ra đâu rồi mình select position, mình chọn vô giao diện thứ hai, vô cái vùng bên tay trái của mình đó là vùng bên tay phải của mình là position số 6 ha, position số 6 giao diện 2 position số 6 đây đó, rồi mình lưu lại rồi chị view lên ha, đó đây lên là khuyến mãi cho nó tặng hàng 80%, mình có thể chèn một tấm hình lên cũng được, chèn một tấm hình giống như quảng cáo vậy đó, ví dụ đây mình không để chữ mà mình để một tấm hình nào đẹp hơn làm sao đó, mình phải biết thiết kế một tấm hình bỏ lên đó, còn đây tôi thử nghiệm thì tôi sẽ sử dụng một tấm hình có sẵn ha. Bây giờ ví dụ tôi đo trước khi mà đưa một tấm hình lên, đầu tiên tôi phải đo kích thước cái hình tôi sắp để, ví dụ tôi ước lượng tôi để tấm hình tôi ngay đây đo cái thước từ đây qua đây là cái thước tôi muốn là để tấm ảnh cỡ như vậy đi, khuyến mãi cỡ như vậy đi, quảng cáo thì ha, kích thước là 299 nhân cho 160 đi ha, rồi 226 nhân 160 đó, mình dùng Photoshop để thiết kế là bất kỳ một cái phần mềm xử lý ảnh nào đó mình thiết kế. Còn đây là tôi muốn demo mấy chị coi, tôi qua một hình ảnh tôi tìm nè, dù đi quảng cáo chẳng hạn, tìm một tấm hình quảng cáo chẳng hạn đó, thì đây tôi tìm các công cụ tìm kiếm nè, nó thì nó hiện ra rồi, tôi chọn một kích thước nè, chính xác nè, nãy nhiêu ta 226 phải không, 160 hàng tìm đó, thì có mình trong một cái quảng cáo, ví dụ đưa cái quảng cáo nào đó lên đi chẳng hạn ha, cho nó rồi, ví dụ lấy lại cái logo rồi đi đưa lên thử ha, rồi lấy lại đi ha, rồi sale lại, sale qua desktop chẳng hạn, sale qua document đi ha, sale một ổ nó đi, ok đi, rồi bây giờ bao nhiêu là logo chẳng hạn đó, logo thì tôi qua đây tôi cũng nêu một cái rồi, upload custom HTML. Rồi xong tôi upload tấm hình lên ha. Cái đây là upload email nè.
Rồi tôi chọn cho bờ rau là tôi update tấm hình nãy nãy tôi lưu vô OD, thì tôi lấy tấm hình nãy lên là logo này, tôi file upload lên được cái logo, tôi lấy cái logo chèn logo vô đây đó. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa cái Vision, đưa cái module ra ngoài, cái Vision số 6 đơn hạn đó. Ở đây tôi gọi đi như là liên kết, đối tác đó chẳng hạn đó. Rồi ở đây tôi muốn link vô, link vô đây sẽ link vô trang web người ta hoặc là một cái bài viết của đó, thì tôi click phải ở đây tôi chọn insert edit link nè. Ở đây tôi gọi link vô, ví dụ click qua đây sẽ qua một cái trang web nào đó, ví dụ qua trang http 2 chấm xịt xịt, gọi là http 2 chấm xịt xịt chẳng hạn ha, click vô đó ra đó. Ở đó đó muốn cái target là khi click vô thì nó sẽ mất trang web mình là mở một cái trang mới, tôi chọn mở trang mới insert vô đó. Rồi xong tôi save và load lại đó, là tôi review thử coi đó, thì tôi có một cái module mới này đây. Tương tự vậy mình có thể chèn nhiều cái module như vậy vô ở đây, mình có thể ở chỗ trang đây mình có thể là sửa lại rồi liên kết nó tác. Ở đây mình có thể chèn thêm hình nữa, dưới đây mình enter xuống cái nữa, mình chèn thêm cái hình nữa, dù tôi chèn thêm cái logo khác vô nữa thì sao, thì may nè tiếp như vậy. Rồi tôi chèn, dù chèn cái logo zoom lai vô đi chẳng hạn đó, thì logo zoom la chèn vô thấy nó dài hơn, mình chỉnh kích thước mình cũng chỉnh được. Edit insert email qua FB này mình chỉnh kích thước lại ha, mình đặt cái nó là led đi ha. Rồi kích thước là nhiêu, 2 2 6, gõ một bên thôi, bên kia nó tự ra ra đó. Tích này qua trang zoom la này ha, insert edit link http 2 chấm xịt xịt, cái này qua trang zoom la.org ha, Joomla.org nó rồi. Ok, mở đây, mở một cái trang khác cũng không mất trang mình nó. Rồi mình xem vào lô ha, coi F5 thử coi. Ở đây mình thêm một cái logo nữa, tương tự mình chèn dài dài logo xuống cũng được đó, đó là một cách đó. Rồi đó mình chỉnh sửa lại đây. Nãy giờ mình nói bên nói mới mới cột bên tay phải hay cột bên tay trái, nó có cấu hình đây, select background image, nghĩa là cái module mình có thể là chèn chèn thêm một tấm hình nền trên module đó nữa. Có chức năng ở Joomla 2.5 nó có chức năng là mình có thể làm cái hình nền cho module custom HTML luôn. Ví dụ ở đây mình muốn làm một hình nền đi, ngay 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 giống module nãy rồi, module nãy là module đây nè, module này dưới đây có một hình nền trắng đúng không, mình muốn chèn cho mình một cái hình nền bên dưới đó nữa thì mình cũng có làm được. Ở đây có, ở đây có gợi ý chức năng select background may, mà chức năng là chưa có thử tại Joomla mới, Joomla 1.5 không có. Rồi giờ sẵn đây mình thử luôn ha, thử coi nó đóng không. Giờ mình chèn một cái hình nền nào đó đi, ví dụ như là nền background chẳng hạn, hay background ha. Giờ lấy một hình nền, ví dụ hình nền nào đó là hình nền đây, ví dụ lấy đại hình nền cái này là hình nền đi ha. Rồi cái này như thôi, ok đi ha, mình cho cái kích thước mình lớn hơn một chút đi ha, các công cụ đây mình chính xác của mình để là bỏ đi, mình tìm kích thước thật cũng kích thước tất cả kích thước là hiện trở nhanh ha, nhanh ra. Thôi lấy đại đi hen, lấy đại thế nào làm thử hình nền coi sao ha, lưu rồi luôn xe may cái thước này hơi nhỏ ha, vô thử coi sao. Bờ đào tới bắt ra qua anh tin nè, ta nấp nè, còn đưa lên thử coi sao ha, thử nha xe và lô coi nó có tấm hình nền nữa đó không đó. Thì ở dưới cái module mình vừa làm nó có một cái tấm hình nền. Tương tự vậy mình có thể làm tất cả các module cốt thôi, HTML khác đó. Bây giờ mình nói là mới là chèn hình, gắn chữ lên, gắn link thôi. Ví dụ muốn chèn một cái video lên sao, ví dụ đây tôi cũng muốn là liên kết đối tác, tôi muốn đây là video thì sao, video hoặc là nghe nhạc thì sao đó, mình chèn vẫn được, cũng là cốt thôi HTML luôn đó. Bây giờ muốn có video, ví dụ mình muốn chèn cái video đi, video
qua trang YouTube ha, rồi kiếm một cái video nào đó ha để mình làm thử. Ví dụ như bây giờ là tôi lấy cái video dù giới thiệu Joomla đi ha, giới thiệu Joomla chẳng hạn đi ha, sạc đại ha. Đây đó, đây có một video giới thiệu Joomla, muốn chèn video giới thiệu Joomla này vô trong website của mình thì làm sao? Ở đây mình cũng có cách làm ấy, mình dò mình nhấn vào đồ, có hai cách, có hai cách chèn. Thì mình hướng dẫn chèn cách một ha, cách một là copy đường link này lại, rồi qua trang quản trị, new một cái module, new một cái module, mình chọn module custom HTML đó, rồi xong cái module này mình giờ nhấn vào chỗ có biểu tượng fill đúng không, bấm vào đó mình dán cái đường link vô đây. Đó, mình lưu lại. Mà cách này nhiều lúc ra nhiều lúc không, nhiều lúc nó không ra tại vì mình lấy cái link nó không chính xác rồi. Đó, mình không dùng cách này, mình dùng cách là mình phải chèn cái mã code. Khi mình lấy cái link phải lấy link chính xác rồi nó mới ra. Hoặc là cách thứ hai mình dùng một cái mã code đi. Mã code mà nhúng vào, mình vô móc nó bấm ở chỗ chia sẻ nè. Đó, chia sẻ rồi nhúng nè. Mình chọn sử dụng ở nhúng cũ nè. Copy đầu máy nhúng này à, copy lại qua chỗ administrator này, chỗ nãy mình mới nêu HTML, dán cái đoạn máy nhúng vô rồi update lên, update rồi bây giờ mình chỉnh sửa cho nó ấy lại, mình lít phải vô mà edit insert media nè, mình chỉnh sửa lại nãy chiều ngang mình là 266 đúng không, 226 không 226. Rồi insert vô. Đó, insert được video ha. Đó. Rồi bây giờ mình gõ vô đây là video ha. Giới thiệu. Ở vô video giới thiệu. Rồi chọn cái version, nãy giờ mình để version 7 và ở version 6 rồi mình chuyển qua version số 7 đi ha. Số 7. Đó. Rồi mình sẽ save và load lại. Rồi. Qua đây thử coi có video nha, đâu rồi ta? Đây có video giới thiệu đây. Video giới thiệu đây. Đó, rồi. Vậy muốn chèn nhạc thì sao? Muốn chèn một cái playlist nhạc đó để nghe thì sao? Tương tự như vậy, cũng như qua trang nhạc của tôi đi ha. Nhạc của tôi ha, mb3.vin cũng được. Nhạc của tôi, ví dụ nhạc của tôi đi ha. Ví dụ muốn playlist mới, ví dụ tôi muốn nghe cái playlist nào, không biết playlist, ví dụ playlist nhạc nào đó đi. Ví dụ lấy đại playlist nào đó đi ha. Vô playlist đi ha. Lấy lại playlist ha, playlist nhạc mới nè. Playlist nè. Mình lấy lại mình lấy lít tình huống dụ mình search ra đi, nhạc nhẹ đi ha. Đó rồi đó. Thôi không ấy, lấy lại đi ha, không biết cái gì đó, không có lựa lại đi. Đó, lấy lại là xong, mình muốn muốn ra chèn rồi đấy, copy và lock nè, mình copy động mã mà lên, mình muốn tự động lay á thì mình bấm cái tự động lay, muốn bình thường là nó bỏ lên nó không hát, phải bấm lay nó mới hát. Đó. Đó, copy rồi lên, copy rồi xong rồi qua đây new cái, rồi copy từ HTML luôn, rồi qua đây là HTML nè, dán vô, rồi update, đó, ở đây mình để chữ là nghe nhạc đi, nghe nhạc, đó, rồi select position nè, mình chọn position và chọn cái vùng, 7 chẳng hạn, rồi save và load. Đó, F5 rồi coi, ra không? Ra nhưng mà kích thước của nó. Đó, mình đã chỉnh lại kích thước đúng không? Nghe nhạc nè. Chỉnh sao? Tích phải nó, edit media nè, mình chữa lại là 226. Ở kia cho tự động nó chạy theo đi ha. Rồi, F5 rồi coi. Đó, thì nó nhỏ, nó gọn lại. Nó nhỏ gọn lại chút đúng không? Đó.
Rồi anh chốt. Đó. Rồi, bây giờ mình tiếp theo mình muốn chèn một cái nhạc nền cho làm sao? Cái nhạc mình vô trang web, người thường mình vô mấy trang web người ta mình thấy mình nghe nghe nhạc nhưng không biết nút tắt ở đâu. Nghe hoài, muốn đọc báo nhưng thấy nghe nhạc dở quá, muốn tắt cái bài nhạc đi mà tắt không được. Mà tắt lo thì không nở. Đó. Nhận nhỏ nhỏ lo không nở thì mình chèn nhạc nền. Cũng có cách chèn nhạc nền. Thì muốn chèn bài nhạc nền vô thì dụ như mà mình lấy bài lấy lại bài hát rồi đi ha. Đó, ví dụ bài hát này muốn chèn nhạc nền thì mình bấm chút nhạc nền nè. Đó, mình tự động play luôn vô hát là mình làm luôn. Đó, xong bây giờ. Ngày mưa và em khuất xa nơi anh, mong rằng cứ phải dần. Phải bao lâu anh mới quên được em? Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói vì em. Nỗi đau không nhạt phai. Và sau khi ức khẽ qua, mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tỉnh dậy. Đôi mắt quen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em chính em rời xa anh, và anh sẽ chờ một giấc mơ. Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Giọt mưa vương trên mắt em đi rồi thoáng, những phút dài có nhau gần kề. Lặng câm nơi đây anh đi về nơi những mơ mộng chợt vụn vỡ theo những giọt mưa. Mong cho đêm mưa tan nắng đưa em về níu em một lần trong từng giấc mơ. Cho từng đêm yêu đầy vai khi em quên lưng đi. Rời đôi mắt hoen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả chiều mưa, chúng khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay về?